Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị quay trở lại với kênh PA Marketing, kênh YouTube và chuyên về kinh doanh, marketing, bán hàng, truyền thông ABC, CZ của chúng tôi. Và không mất thời gian nữa, video bài học này tôi sẽ nói với các anh chị và các bạn 10 lý do khiến chúng ta khởi nghiệp thành công, và tương ứng với cái điều đó cũng chính là 10 lý do khiến chúng ta khởi nghiệp thất bại. Chúng ta tránh những cái lý do này ra thì chúng ta sẽ dễ dàng thành công hơn, đúng không? Ngày nay sinh viên hay là dân công sở, dân văn phòng, mẹ bỉm sữa, những người về hưu, bất kể ai trong chúng ta, kể cả giảng viên đại học như tôi cũng đều thích startup, thích khởi nghiệp, start business, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là thống kê cho biết là 90-95% sản phẩm mới thì sẽ bị đá ra khỏi thị trường, chỉ có 5-10% thành công thôi. Tương tự như thế, 90-95% các doanh nghiệp hoặc là các đội nhóm khởi nghiệp thành công thôi. Thế thì tôi cũng khởi nghiệp rất lâu rồi, cũng có thành công ít nhiều, cũng thất bại ít nhiều. Thì tôi cũng chia sẻ với anh chị các bạn những cái lý do như sau. Được chưa? Thứ nhất là chúng ta không có một cái kế hoạch kinh doanh hoặc marketing cụ thể. Đấy, thì chúng ta nên có một cái kế hoạch, chúng ta viết ra chúng ta bán sản phẩm gì, bán giá bao nhiêu, chiết khấu, lợi nhuận ra sao. Chúng ta bán như thế nào, sử dụng kênh gì để bán, online, offline, Facebook như thế nào, vân vân. Chúng ta đã có các kỹ năng bán hàng đó chưa? Chúng ta phát triển kênh truyền thống như thế nào? Chúng ta đã có đội sale chưa? Rồi chúng ta sẽ quan tâm đến nhân sự, để trả lương như thế nào, đào tạo nhân sự như thế nào, vân vân. Thì tất cả những cái thứ đấy chúng ta phải viết ra, lập kế hoạch ra và chạy cái một cái bảng tài chính để chúng ta tính toán được là dòng tiền, rồi thì chúng ta cầm cự được trong thời gian bao lâu, 1 năm, 2 năm, 3 năm hay không, chúng ta có bao nhiêu vốn liếng, chúng ta phải tính và chúng ta phải lập ra business plan hoặc là marketing and business plan. Cái điều này thì tôi có một cái khóa học là lập kế hoạch kinh doanh và marketing thực tế. Cái khóa học này hướng dẫn các bạn cách lập kế hoạch kinh doanh marketing và được tặng rất là nhiều các cái biểu mẫu cũng như là các cái bản kế hoạch mẫu tôi đã viết cho khách hàng, cũng khá là thú vị. Gần đây thì các cái kênh như là Edumo hay là Kina, Unica họ bán được rất là nhiều cái video khóa này cho tôi. Thì các bạn có thể lên đấy mua hoặc là liên hệ với tôi mua một cái bộ video đó, nó rất là kỹ, hướng dẫn rất là kỹ, chỉ có mấy trăm ngàn thôi, rất là thú vị. Thì người ta nói rằng là có một bản kế hoạch tồi còn hơn là không có bản kế hoạch nào. Và tất nhiên kế hoạch tốt mà hành động tốt thì cũng là bullshit, tức là vớ vẩn thôi. Chúng ta cần phải nghĩ lớn nhưng mà hành động phải nhỏ, tức là từng bước chúng ta phải có tầm nhìn xa, nhưng hành động của chúng ta là phải hành động ngay trước mắt, bởi vì là nước xa thì không cứu được lửa gần, đúng không? Thì chúng ta phải có kế hoạch chi tiết, đấy, từng ngày, từng tuần, từng tháng, làm những công việc gì, gặp những ai, gặp bao nhiêu khách hàng, bán được bao nhiêu đơn, vân vân. Đặc biệt là vấn đề tài chính, chi tiêu, doanh số, bởi vì khởi nghiệp có thành công hay không ấy là nó phụ thuộc vào doanh số. Nếu như mà doanh số của chúng ta bán tốt trong ngay những cái thời điểm đầu tiên thì chúng ta sẽ không bị thua lỗ và chúng ta tích cóp, tích lũy được tài chính và chúng ta trở nên giàu có và chúng ta bản lĩnh hơn. Tất nhiên đôi khi chúng ta cũng sẽ đối mặt với vấn đề là tăng trưởng nóng, bởi vì là chúng ta bán tốt quá chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái vấn đề như vậy. Chúng ta cũng rất nhiều người startup là hiện nay không biết sử dụng các cái công nghệ, ví dụ như là Facebook Marketing, Google Ads như thế nào, hay Zalo, hay là SaleWeb. Tất cả điều đấy các bạn kết hợp với công ty PA Marketing của thầy Văn Anh đều có thể giải quyết được, đúng không? Phần mềm quản lý bán hàng, rồi thì các cái app ủng trên điện thoại, trên máy tính, rồi các ứng dụng bây giờ rất là nhiều, bởi vì chúng ta tiếp cận khách hàng không còn theo cái lối truyền thống như trước đây nữa, mà chúng ta thấy rằng là chúng ta tiếp cận khách hàng ở trên mạng hết. Tại thời điểm mà tháng 1 năm 2020 hiện nay thì thị trường Việt Nam có khoảng 70 triệu tài khoản người dùng Facebook và hơn 100 triệu người dùng tài khoản Zalo, và cũng một cái con số khoảng 5-60 triệu gì đó là người dùng Google và YouTube. Đấy, khoảng 10 triệu người sử dụng Instagram. Thì các bạn thấy rằng hầu hết chúng ta đều đang sử dụng mạng xã hội, chúng ta đều đang sử dụng smartphone hoặc là máy tính. Đây này, tôi đang trình chiếu slide cho các bạn trên một cái máy tính, chẳng qua là các bạn không nhìn thấy nó thôi, chứ còn tôi đang trình chiếu trên một cái máy chiếu cắm vào cái màn hình 60 inch này để phục vụ các bạn, đúng không? Thì tất cả những điều đấy là chúng ta thấy rằng là bây giờ người ta online, người ta mua hàng, người ta so sánh, kể cả người ta mua offline thì người ta cũng vẫn sử dụng online
để người ta xem hàng, người ta check hàng trước khi người ta mua. Cho nên nếu mà bạn không online là bạn sẽ die, bạn sẽ chết đấy. Die trong tiếng Anh là chết đấy. Đấy, rồi. À, cho nên là cái phần này các bạn gặp thầy Phan Anh thì cực kỳ chuẩn luôn. Thầy Phan Anh có sách, có tư vấn, rồi có khóa học, rồi có các cái chương trình đào tạo rất là tuyệt vời. Và khẳng định là các bạn sẽ làm đúng, làm tốt, là các bạn sẽ thành công, tăng trưởng được doanh số. À, các bạn không quản lý được vốn, đúng không ạ? À, ít vốn, rồi thì bóc ngắn, cắn dài. À, chúng ta kinh doanh trong thời gian đầu chúng ta thường là bị thua lỗ hoặc là chúng ta bị đọng vốn, nợ vốn. Thế nên là chúng ta cần phải tính toán về mặt vốn liếng, tài chính, chạy dòng tiền cho tôi rất là kỹ. Trong 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, tôi nghĩ là trong khoảng thời gian như vậy là đủ. Ví dụ như mình mở một cái quán cà phê ra, mình nghĩ là ngày mai có khách ngay, thế nhưng mà 1 tháng không có khách thì sao, 2 tháng không có thì sao, 3 tháng không có thì sao? Mình phải trả lời cho những câu hỏi như vậy. Hay mở một cái nhà hàng ra, tại sao người ta mở đông khách, mình mở không đông khách? Bởi vì trước khi mở 3 tháng người ta đã chạy quảng cáo rầm rập rồi. Người ta đã làm pre opening marketing rồi, tức là làm marketing trước khai trương cả tháng, cả mấy tháng trời rồi. Nhưng mà chúng ta không có vốn, chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta không biết làm. Có đúng không ạ? Vâng, vốn là rất quan trọng bởi vì người ta nói là buôn tài không bằng dài vốn. Đấy, hoặc là trong các cái lĩnh vực về coin hay là về forex hay là về chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là đều có vấn đề về vốn, đúng không? Nếu mà chúng ta có vốn liếng tốt, chúng ta giữ được vốn thì chúng ta vẫn có thể đánh đấm để chúng ta kiếm được tiền quay trở lại. Đấy. À, chúng ta cũng không biết chi tiêu hợp lý, đúng, đôi khi chúng ta chi tiêu quá tay, mua sắm cái gì cũng phải tốt nhất cho startup, cái gì cũng phải tốt, đúng không ạ? Trong khi đó là nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể là mua đồ cũ, mua máy tính cũ, mua bàn ghế cũ, rồi thì chúng ta thuê mướn những nhân viên sử dụng những lao động, chúng ta làm việc vất vả ngày đêm hơn, vân vân. Đôi khi chúng ta cũng lại có thể là keo kiệt quá mức thì chúng ta làm mất đi những khách hàng và chúng ta cũng làm mất đi những cái gọi là nhân sự tốt. Thì đấy cũng là một cái điều các bạn cũng cần phải cân đối. Cái gì quá cũng đều không tốt cả. Vâng. Thế rồi thì chúng ta cũng chưa biết cách tiếp cận, rồi thì tiếp thị, rồi quảng bá thương hiệu. À, chúng ta cứ sản xuất ra chân chất như thế, xong chúng ta cũng không biết làm. Ví dụ bao bì chúng ta không đầu tư, tem mác chúng ta không đầu tư, chúng ta không biết nói cái gì, chúng ta không biết đi gặp những người thầy. Mới đây tôi vừa tư vấn cho một cái doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống, tức là họ truyền thống, tức là cái nước mắm sản xuất từ cái con cá cơm ở một cái làng nghề vùng biển. Họ có một cái nước mắm khá là ngon. Tôi thì ăn nước mắm truyền thống lâu rồi, tức là tôi không bao giờ ăn cái nước mắm công nghiệp của một số cái tập đoàn lớn, không bao giờ ăn cái đấy vì nó không tốt cho sức khỏe. Thế thì mình cũng ăn và mình cũng so sánh, đánh giá thì nó cũng xem 1.8, 1.10, 1.9, 1.10, chứ nó cũng không phải là thua kém mà nó cũng không phải là quá xuất sắc. Thế nhưng mà người ta cũng không bán được mấy. Thế thì tìm hiểu là rõ ràng là người ta có sản phẩm tốt, người ta là có tay nghề hàng chục năm sản xuất, nhưng mà người ta không biết làm quảng bá, không biết làm thương hiệu, kể cả cái bao bì cũng rất là kém. Thế tôi bắt đầu tư vấn từng bước, viết content rồi tạo web, tạo page, rồi tư vấn về tem mác, nhãn mác vân vân để họ làm tốt hơn, kiểu kiểu như thế. Thế là những cái ý tưởng như vậy là chúng ta cần phải suy nghĩ. À, hay là chúng ta phải phát triển kênh web, rồi SEO bài, rồi kênh YouTube chúng ta nói về nghề nước mắm chẳng hạn, cũng rất là hay. Tương lai thì sẽ mua được hàng, đúng không, bán được hàng. Sức cạnh tranh của chúng ta còn yếu, đúng không ạ? Nhân sự yếu, hạn chế về tài chính, hạn chế về trình độ, hạn chế về mối quan hệ, rất nhiều các cái hạn chế. Chúng ta không bán được hàng, suy cho đến cùng chúng ta không bán được hàng. Đấy, đội ngũ nhân sự của chúng ta thì cũng có thể là kém chất lượng, thiếu đào tạo, thiếu kinh nghiệm, thiếu cái quỹ lương tốt. Đấy cũng là một cái lý do cũng có thể khiến, hoặc là lúc đầu chúng ta thường là làm chung với nhau 2-3 người, nhưng mà sau đấy làm ăn không tốt thì cũng tan vỡ, hoặc làm ăn quá tốt cũng tan vỡ, vì người Việt vốn dĩ là ai cũng tham. Chúng ta cứ ù cà cạc nói với nhau thế, nhưng mà chúng ta không làm hợp đồng, chúng ta không phân chia rõ công việc, chúng ta không mất lòng trước để được lòng sau, mà chúng ta cứ sợ mất lòng nhau để sau đó thì chúng ta tan nát, đúng không? Không làm ăn với nhau thì thôi, còn làm ăn với nhau thì có khi lại không nhìn mặt nhau. Đấy. Thế nên là chúng ta, nếu mà chúng ta kết hợp với nhau thì chúng ta cần phải có hợp đồng rất rất là chi tiết, ai làm gì, ai không làm gì, góp vốn như thế nào, bao giờ được rút vốn thời điểm nào, rút vốn thì bán cho ai, ai phải mua vốn, vân vân và mây mây, phải viết bằng hợp đồng ký đàng hoàng, nói rõ nói hiểu.
chứ không á, rất nhiều các vấn đề rồi cãi nhau. Rồi cái nội dung số 8 đấy là cái mô hình chúng ta khởi nghiệp thường là đi sao chép hoặc quá đơn giản, dễ bị tổn thương. Tức là chúng ta thấy người ta làm được mình cũng làm theo, thấy người ta đi đào tạo cũng đi làm đào tạo, thấy người ta bán quần áo cũng làm quần áo, nhưng mà quần áo người ta sản xuất có 100 ngàn, một sản phẩm mình sản xuất ra 200 thì mình rất là khó bán. Đúng không ạ? Ý tôi là như vậy, hay là người ta có 15 năm kinh nghiệm bán rồi, người ta biết là hàng gì bán chạy, hàng gì không bán chạy. Mình nhảy vào mình ra toàn hàng không bán chạy, mình ngã sấp mặt vào nồi ngay, chứ không phải là đơn giản, đúng không? Chúng ta không hiểu được bản chất của thị trường, không hiểu được tâm lý khách hàng, và thị trường nó hoạt động như nào, khách hàng mua hàng ra sao, cái tâm sinh lý của họ bây giờ như nào, cách bán hàng như thế nào, vân vân và mây mây chúng ta không biết. Chúng ta thiếu nghiên cứu sâu sắc về mọi thứ, về thị trường, về khách hàng, về sản phẩm, về kênh. Đặc biệt là chúng ta không tối ưu được chi phí và cái giá sản xuất của chúng ta cũng không tốt, đúng không? Đấy, mô hình chúng ta sao chép cái phần ngọn, chúng ta không học được bí quyết cái phần gốc. Đấy, cái phần bí quyết nhất là tiết kiệm này, tối ưu được chi phí này, có những cái đầu vào tốt, có những cái nguồn thu tốt, có những cái để mà trang trải các khoản chi phí, lấy ngắn nuôi dài, lấy cái phụ nuôi cái chính, lấy thằng miền xuôi nuôi thằng miền ngược, thì người ta mới startup mới thành công. Đấy, và vốn liếng của người ta không phải đi vay, vốn liếng là của người ta, người ta không chịu áp lực, nhà đất là của người ta, vân vân, những cái như vậy. Đấy, hoặc là mô hình chúng ta làm quá đơn giản, ví dụ như là nhập hàng về chạy Facebook ad bán thì ai cũng làm được, nên là cũng rất là dễ bị tổn thương, mình không không tạo ra được những cái sự khác biệt của riêng mình. Rồi, hoặc là chúng ta sẽ bị cái nội dung số 9 là chúng ta thường dễ bị kích động. Một số người sẽ bị kích động và bị ảo tưởng bởi những cái diễn giả, những cái người đa cấp, bán hàng đa cấp, kinh doanh đa cấp, đúng không? Thực lực của chúng ta rất là yếu, kỹ năng chúng ta rất là kém, chúng ta còn thiếu nhiều thứ, nhưng chúng ta không thừa nhận điều đấy. Chúng ta lại dễ là dễ hoang tưởng, dễ là kiểu hô hào là tôi xin thề năm bao nhiêu 2020 tôi sẽ kiếm 10 triệu đô la, tôi sẽ trở thành triệu phú đô la, tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế kia. Trong khi đó mình không biết làm gì để ra triệu phú đô la, đúng không? Đây làm sấp mặt từ sáng đến tối, vừa viết sách, vừa bán hàng, vừa đi đào tạo, vừa đi dạy, vừa tư vấn, vừa chạy quảng cáo thuê mà còn chưa thấy triệu đô ở đâu. Thế còn các đồng chí khác thì cứ làm đơn giản. Tất nhiên cũng có một vài người làm được, nhưng mà 1 triệu người thì được khoảng độ một vài người, còn đâu số còn lại là toàn ngã sấp mặt vào nồi hết nhé. Đấy, thì chúng ta nên cẩn thận, cái tinh thần đấy là cái rất tốt, rất đáng quý. Chúng ta luôn luôn là có tinh thần vươn lên, không từ bỏ, không dễ gì chúng ta bỏ cuộc, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta ham học hỏi, chúng ta thua keo này, chúng ta bè keo khác, thì chúng ta mới thành công được. Nhưng chúng ta đừng ảo tưởng, đúng không ạ? Đừng ảo tưởng, và chúng ta đừng bị nhầm lẫn giữa cái hình thức là cái loại là doping não do các cái diễn giả bơm vào, và với cái chuyện mà mình làm thành công, đúng không? Mình thành công nó phải có công thức, từ sản phẩm, từ giá bán, từ cách bán, từ hệ thống bán, từ chương trình marketing, đấy, từ cái sự chăm chỉ, rồi các KPI đo lường, các kênh bán online, offline như thế nào, nó phải có công thức. Còn cái ý chí nó chỉ là gì? Tôi sẽ quyết tâm, tôi sẽ làm được, tôi sẽ không bỏ cuộc, vân vân, đúng không ạ? Hay là tôi cũng sẽ buông bỏ cái không phải cái gì tôi cũng làm, đấy là phần quản lý. Tôi sẽ giao cho nhân viên, tôi sẽ tin tưởng nhân viên, tôi sẽ mong muốn nhân viên phát triển. Tôi sẽ chia sẻ, tôi sẽ đào tạo, tôi sẽ định hướng. Đấy, thì hoặc là tôi sẽ kết thân với khách hàng, vân vân. Đấy, nghĩ đến làm giàu nhanh chóng nhưng mà thiếu các kỹ năng như vậy thì rất là khó, đúng không ạ? Và đổi lại chúng ta có thể sẽ bị những cái cú ngã của thị trường, hoặc là những cái vả của thị trường nó vả vào mặt, chúng ta mất tiền, chúng ta mất bạn, chúng ta mất lòng tin, thì chúng ta mới thấy là nó rất là mệt mỏi, đúng không? Chúng ta từ bỏ sớm đấy, thì tôi nói là từ bỏ sớm cũng có thể là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng có thể gặp phải khi mà chúng ta khởi nghiệp, thì chúng ta nên luyện cái ý chí, thì cái phần trước đó là được nhá. Còn phần này thì các bạn xem thêm, nói chung là thua keo này bày keo khác, nhưng mà thay vì như thế thì chúng ta hãy lập kế hoạch thật kỹ, chúng ta hãy nghiên cứu thị trường thật kỹ, chúng ta hãy gặp một người thầy, nhiều người thầy, để họ mỗi người nói cho chúng ta, hay là những người đi trước người ta nói cho chúng ta, để chúng ta giảm bớt rủi ro đi, người ta giảm bớt chi phí đi thì tuyệt vời hơn rất nhiều. Còn hơn là chúng ta cứ lao đi và sau đó thì chúng ta bị vấp, chúng ta bị ngã và chúng ta dính đòn, đúng không?
Rồi, thế thì thầy Phan Anh vừa hướng dẫn với các anh chị và chia sẻ với các anh chị là 10 cái lý do, cái nguyên nhân cơ bản là các anh chị có thể là startup hay là khởi nghiệp mới bán hàng online gì đó thì có thể là gặp phải những cái vấn đề như vậy và chúng ta dễ bị thất bại, cái rủi ro của chúng ta cao. Thì từ đó chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân chúng ta. Và nếu như các bạn muốn bán hàng online, muốn làm quảng cáo hay là muốn được tư vấn về kinh doanh trực tuyến thì các bạn có thể liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi và công ty PA Marketing. Chúng tôi có đủ công cụ, đủ đủ ngũ và cả những cái chuyên gia hàng đầu để có thể tư vấn cho các bạn, những chuyên gia thực chiến nhất, tiêu rất là nhiều tiền cho quảng cáo và có những rất nhiều công ty rồi. Và không nói những cái điều mà đa cấp, không nói những cái điều doping tinh thần, không nói những cái điều theo kiểu là lớn lao, mà sẽ nói những điều hết sức thực tế và những cái cách để các bạn có thể bán được hàng, chạy quảng cáo tốt, vân vân. Được chưa ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Và nếu thấy hay thì hãy sub kênh, bấm kênh cho chúng tôi ở dưới này. Hãy chia sẻ video bài này ở đây nhé. Chúng tôi có cái nút sub đấy, chúng ta hãy vào đây xem. Được chưa ạ? Vâng, xin chào, xin cảm ơn. Bye bye.